Cô ấy đang làm gì đây các bạn? À, cô ấy đang chẻ một cái cây và cái rìu của cô ấy đã bị nứt ra các bạn. Cô ấy sử dụng một cái dây để buộc cái rìu lại, bảo vệ cái rìu không bị tổn thương. Một ý tưởng thật là tuyệt vời.